Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài gam ở trang 65-66 của sách giáo khoa toán lớp 3. Chúng ta có này, gam nó là một đơn vị đo khối lượng. Người ta viết tắt của gam đó là chữ G, các em viết bằng chữ thường. Và 1.000 gam thì bằng 1 kg. Khi các em đổi từ kg sang gam thì các em nhớ từ kg sang gam thì em nhân với 1.000. 1 kg bằng 1.000 gam. Ngoài các quả cân 1 kg, 2 kg, 5 kg, chúng ta còn có các quả cân như là 1 gam này, 2 gam, 5 gam, đấy, 10 gam, 20 gam, 50 gam, hay là 100 gam, 200 gam, 500 gam. Tóm lại cái phần này, các em nhớ cho cô, ngoài cái đơn vị là kilogram, hectogram, decagram, đúng không ạ? Chúng ta còn có đơn vị là gam, đúng chưa? Gam này thì nó là một đơn vị đo khối lượng. Và cứ 1 kg thì nó sẽ ứng với 1.000 gam, bằng 1.000 gam. Bây giờ sang phần bài tập số 1. Bài tập số 1, ở đây là có một cái cân, cân này người ta hay còn gọi là cân Robert Van. Sau này thì các em học lên chúng ta sẽ biết, đúng không ạ? Cân Robert Van tức là cân thăng bằng. Khi mà cái cân ở vị trí thăng bằng như thế này, tức là khối lượng của hai bên nó sẽ bằng nhau, các em. Khối lượng hai bên bằng nhau. Khối lượng của vật bên này nó chính bằng khối lượng của quả cân ở phía bên này. Như vậy, ở đây thì em sẽ thấy cái khối lượng của hộp đường sẽ bằng khối lượng của quả cân bên này, đúng không? Quả cân bên này có khối lượng 200 gam. Như vậy hộp đường cân nặng bao nhiêu gam thì em sẽ trả lời là hộp đường cân nặng 200 gam. Được chưa? Đấy, đây, cô sẽ lấy bút chì nhé. Đây, hộp đường là sẽ cân nặng 200 gam. Đúng bằng khối lượng của quả cân bên này. Tiếp theo, quả táo cân nặng bao nhiêu gam? Như cô vừa nói, khối lượng khi mà cân ở vị trí thăng bằng thì khối lượng của cái quả cân, tất cả các vật ở quả cân bên này, nó sẽ bằng khối lượng của tất cả các vật ở quả cân bên này. Đấy, quả cân bên này là 3 quả táo. Quả cân bên này, cái đĩa cân bên này có 2 quả cân 500g và quả cân 200g. Như vậy, khối lượng của 3 quả táo này nó sẽ bằng khối lượng của 2 quả cân bên này. Đấy, khối lượng các vật bên đĩa bên này này thì nó sẽ bằng khối lượng các vật ở bị đĩa cân bên này. Như vậy 3 quả táo sẽ bằng 500 cộng với 200, tức là khối lượng của 3 quả táo sẽ bằng 700 gam. Đấy, cân nặng của 3 quả táo ở đây sẽ bằng 500 gam cộng 200 gam bằng 700 gam. Tiếp theo, cân nặng của gói mì chính. Chúng ta có đĩa cân bên này là một gói mì chính. Đĩa cân bên này là gì? Hai quả cân. Vậy thì khi mà cân ở vị trí thăng bằng như này, tức là khối lượng của cái gói mì chính bằng khối lượng của hai quả cân này. Như vậy thì các em lấy 200 gam, các em cộng với 10 gam, đúng không? 200 cộng với 10 thì sẽ bằng 210 gam. Như vậy gói mì chính sẽ cân nặng là 210 gam. Tiếp theo, chúng ta có cân ở vị trí thăng bằng thì cái khối lượng của quả lê này, đấy, nó sẽ bằng khối lượng của hai cái quả cân này cộng với nhau. Vậy các em lấy 200 cộng với 200 thì bằng 400 gam. Như vậy quả lê này sẽ nặng là 400 gam. Và cái cách làm để tính ra thì các em lấy 200, các em cộng 200, tức là lấy khối lượng của hai quả cân các em cộng vào. Như vậy 200 cộng 200 thì khối lượng quả lê ở đây sẽ bằng 400 gam. Như thế chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Các em chú ý, khi cân ở vị trí thăng bằng như thế này thì khối lượng của các vật ở hai đĩa cân luôn luôn bằng nhau để chúng ta đi làm. Chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong, các em dừng lại một chút để xem kỹ hơn nhé. Bài tập số 2 người ta hỏi
hỏi quả đu đủ cân nặng bao nhiêu thì các em thấy cân này là dạng cân đồng hồ, đúng không? Đấy, 200, 400, 600, 800 gram. Như vậy cái quả đu đủ này cân nặng là 800 gram. Còn 1 kg là bằng 1.000 gram đấy, đúng không? Như vậy ở đây nó chỉ đến số 800 thì ở đây sẽ là 800 gram. Quả đu đủ cân nặng là 800 gram. Được chưa? Bắp cải cân nặng bao nhiêu gram? Như vậy thì bắp cải này cân nặng 600 gram. Em nhìn vào cái bức tranh thì em sẽ trả lời được, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ trả lời là bắp cải cân nặng 600 gram. Còn ý A này các em sẽ trả lời là gì? Quả đu đủ cân nặng 800 gram. Ý B các em sẽ trả lời là bắp cải cân nặng 600 gram. Tiếp tục sang bài tập số 3. Phần nào chưa xong thì hãy dừng một chút để làm ra xong nhé. Tính theo mẫu, 22g cộng 47g bằng 69g. Như vậy ở đây các em sẽ lấy phần số là 22 cộng với 47. Sau đó phía trước đơn vị là gì thì phía sau cũng đơn vị như vậy nhá. Tương tự, ta có 163g cộng 28g. Các em có thể đặt ra ngoài giấy nháp này. Đây, các em sẽ lấy 163 các em cộng với 28, được không? Cộng 3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. 1 này không cộng, các em hạ xuống. Kết quả bằng 191. 191, cô lại lấy bút chì nhá. Như vậy ở đây sẽ bằng 191. Đơn vị phía trước là gam thì đơn vị phía sau cũng là gam, 191g. Tiếp theo 42g trừ đi 25g. Các em sẽ đặt lấy 42 trừ đi 25. 42 trừ đi 25 thì sẽ bằng 17. Đơn vị phía trước là gam thì đơn vị phía sau của chúng ta cũng là gam. Tiếp theo 100g này cộng với 45g trừ đi 26g bằng bao nhiêu? Các em sẽ tính ra ngoài giấy nháp nhé. Chúng ta có 100 cộng với 45 thì bằng 145 này. Có phép cộng và phép trừ các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải thôi. Các em lấy 100 cộng 45 thì bằng 145. 145 sau đó các em trừ đi 26. 5 không trừ được 6, mượn 1 phía trước, lấy 15 trừ đi 6 bằng 9. Mượn 1 thì trả 1 sang đây. 2 nhớ 1 nữa bằng 3. 4 trừ đi 3 bằng 1. 1 này hạ xuống. Kết quả bằng 119. 119. Như vậy các em sẽ ghi kết quả đây sẽ bằng 119. gram. Tiếp theo, 50g nhân với 2. Các em lấy phân số, lấy 50 nhân với 2 thì bằng 100. Nếu các em viết vào thì nhớ dùng bút chì nhé. Đấy, đơn vị phía trước là gam thì phía sau cũng là gam. Như vậy sẽ bằng 100g. Tiếp theo nữa, 96g chia 3. Các em lấy phân số 96 chia cho 3. 9 chia 3 bằng 3, 6 chia 3 bằng 2. Như vậy bằng 32. Đơn vị phía trước gam thì phía sau cũng là gam.
Bạn nào chưa xong thì có thể dừng một chút để làm cho xong. Chuyển sang bài tập số 4. Cả hộp sữa cân nặng 455g. Biết rằng vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa? Muốn kem muốn tìm trong hộp có bao nhiêu gam sữa thì kem sẽ lấy số sữa của cả cái hộp sữa này, tức là 455. Kem trừ đi cái vỏ hộp là 58g, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là trong hộp có số gam sữa là bài số 4. Trong hộp có số gam sữa là kem sẽ lấy khối lượng của cả cái hộp sữa là 455. Kem trừ đi cái khối lượng vỏ hộp, tức là trừ đi 58. 455. Kem trừ đi 58. 5 không trừ được 8, mượn 1 phía trước. 15 trừ 8 bằng 7. Mượn 1 thì trả 1 sang đây. 5 này nhớ 1 bằng 6. 5 này không trừ được cho 6, kem mượn 1 phía trước. 15 trừ 6 bằng 9. Mượn 1 thì nhớ trả 1. 4 trừ đi 1 bằng 3. Như vậy trong hộp sẽ có 397g. 397. Về ở đây sẽ bằng 397g. Gam kem viết tắt là chữ G. Đây nó có ký hiệu là chữ G. Đáp số. Sang bài tập số 5. Bạn nào chưa xong thì các em dừng một chút để làm cho xong. Mỗi túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 túi mì chính thì cân nặng bao nhiêu gam? Một túi thì nặng 210. Vậy 4 túi thì các em lại lấy 210, các em nhân với 4 lên. Như vậy chúng ta sẽ có bài tập số 5 như sau. Cân nặng của 4 túi mì chính là 4 túi mì chính là kem sẽ lấy cân nặng của 1 túi là 210. 4 túi kem nhân 4 lên. 210 nhân với 4 thì bằng 840. Gam. Như vậy cả 4 túi mì chính sẽ có cân nặng 840g. Đáp số. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của trang 65-66 trong sách giáo khoa toán lớp 2 là bài gam. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ video bài giảng nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng.
Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.